Lại chào anh em nhé, mình lại tiếp tục test một cái bộ bộ này là bộ PS4 Pro Hack cho một bạn khách ở Quảng Ninh. Đấy, bạn chỉ lấy một tay thôi, Pro Hack nhá. Con này thì mặc định nó là một T rồi. Đấy, thì bạn khách ở Quảng Ninh bạn mới chỉ cọc cho mình thôi. Đấy, cọc 400 cho mình. Mình check game xong rồi ship code. Đấy, còn bạn chưa tin tưởng nó mà chưa chuyển khoản full. Đây cái bộ này thì chỉ một tay thôi. Đây, dây dợ đầy đủ nhá. Dây nguồn này. Cái dây HDMI này. Đấy, dây này là dây sạc cho tay. Dây micro USB. Được chưa? Đấy, cắm vào đây để sạc này. Đấy, còn cái cổng USB này sẽ cắm lên máy nhá để sạc. Tí mình chỉ cổng USB thôi. Đấy, hoặc là cắm vào máy tính để sạc nhá. Đừng có cắm vào cục sạc điện thoại. Ngoài ra thêm một cái USB để hack nữa nhé, kèm đủ bộ luôn. Bạn về bạn chỉ việc cắm lên mà TV chơi thôi, không cần mua thêm cái thiết bị gì nữa. Đây, tay zin theo máy nhé. Đó. Hình thức máy thì còn khá là đẹp. Đấy, bạn nhìn tổng thể khá đẹp, gọn khá đẹp luôn. Đây. Ở cái đằng trước của nó phím bấm thì là phím bật nguồn này. Trên này nhá. Đấy, nó cái khay ở giữa. Phím bật nguồn này, phím ra đĩa đây này, đấy, cái khe nhá đĩa nó đây, hai cổng USB đằng trước, được chưa? Ở sau nó có một cổng nữa, tí mình chỉ cho. Đấy, thì hai cổng, các cái cổng USB này để dùng để cắm sạc tay hoặc là cắm ổ cứng game ngoài. Đấy, sau này ví dụ bạn chơi nhiều game có thể mua ổ cứng gắn ngoài, mình cài sẵn game ổ cứng về cắm vào máy là chơi thôi, không cần phải cài vào máy đâu, chơi trực tiếp trên cái ổ. Rồi còn đây là phía sau của máy, jack nguồn này, cổng HDMI để kết nối TV này, xuất hình ảnh âm thanh qua cổng này nhá. Có một cổng AUX, cổng này để gắm cái camera để chơi có cái trò thực tế ảo ấy, nhưng mà mình không có thì thôi. Đấy, cổng này là cổng optical quang, tức âm thanh kỹ thuật số ấy. Đấy, thì cái này thì là phải có âm ly thì mới xuất ra được, còn không có thì thôi. Đấy. Thêm một cổng USB đằng sau là ba cổng nhá. Và cổng mạng có cả wifi, nhưng lưu ý là máy hack không được kết nối mạng. Lưu ý cho mình nhá, đừng kết nối mạng đối với những cái máy mà hack. Đấy, nó dễ bị up firmware lên là mình sẽ phải mua game bản quyền ấy. Không 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 hack lại được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cắm máy mà và hướng dẫn cách bật hack cũng như là test máy luôn nhé. Cắm dây nguồn và dây HDMI vào thôi. Bật máy thì một là bấm phím nguồn này, hai là bấm cái phím PS trên tay này này. Bấm phím này này. Chưa bật công tắc nguồn. Đấy, thấy chưa? Đấy, máy nó sẽ tự bật luôn, bật cả tay cả máy nhé. Chút để mình chuyển cái. Tính đang chạy. Đợi mình chút nha. Chút để mình tắt cái máy tính. Sleep.
Đấy. Đây, giao diện của PS4 đây. Game thì cài theo yêu cầu của bạn đấy nhá. Đấy, thấy chưa, người này game. Sâu thông tin của máy trước là lên trên này, chọn phần cài đặt này. Chọn phần bộ nhớ để xem ổ cứng này. Ổ cứng Pro thì mặc định là 1T rồi. Đấy, 1T nhưng mà nó chỉ nhận là 861.4GB thôi. Đã sử dụng 727GB rồi. Còn chống ngần này để mà chơi game, mà save game. Đấy, vừa nãy thì cái game mà bạn yêu cầu mình ấy thì như mình đã nói là còn cái game cuối cùng không save được, tại vì là dung lượng nó không cho phép, nó không đủ, nó không cho cài tiếp vào đâu. Đấy. Chỉ được thế này thôi. Đây, firmware của nó đây, chọn hệ thống này, thông tin hệ thống này. Đấy, firmware là 9.00 nhá. Đấy, 9.00 thì bật hack là ok nhất, nhưng mà phải cần cái USB để kích hack. Đấy, thì mình cũng kèm luôn rồi. Đấy. Rồi, bấm phím PS này ra ngoài này. Đấy, thì game đây. Theo yêu cầu của bạn nhé. Đấy, mình lướt nhanh này. Được chưa? Và game bây giờ nó sẽ khóa lại. Tại vì là mình mới bật máy, mình chưa bật hack, thì nó sẽ khóa game lại. Đấy. Thì bây giờ mình phải bật hack. Bật hack thì bạn vào cái phần này này. Đây, trình duyệt internet này nhé. Ba chữ W ấy. Đấy, vào đấy xong rồi đợi. Mình sẽ chuẩn bị cái USB hack. Đó, đến cái bước này nó sẽ yêu cầu mình gắn USB. Đấy, phải đợi đến bước này mình mới gắn nhé, chứ không phải là cứ vào cái trang ấy là gắn luôn đâu. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái USB vào một trong ba cổng USB của máy nhé. Cổng nào cũng được, ấn sâu nó vào. Đấy, ấn sâu nó vào. Ấn vào là có đèn đỏ là nháy nháy này là nó nhận này. Đấy, còn ấn mà chưa có đèn đóm thì là nó chưa nhận USB đâu. Đấy, nó nhận USB nó sẽ có cái pop-up này. Đấy, và bạn lưu ý là khi mà gắn USB vào mình phải đợi nó hiện lên pop-up đấy thì mình tiếp tục nhá. Chứ đừng có gắn USB vào xong đấy mình bấm OK luôn là nó sẽ thất bại đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn OK. Này, theo hướng dẫn của nó, insert USB và click OK ạ. Sau khi mình nhìn thấy cái pop-up notification. Đấy, chọn OK này. Đấy, nó báo direct done và rút USB ra. Thế bây giờ mình sẽ rút USB ra. Rút USB hack ra. Xong rồi chọn OK một lần nữa. Đấy, nó sẽ xuất hiện một cái pop-up màu vàng vàng này, là bật hack thành công. Đấy, bây giờ bấm phím PS này ra ngoài này. Thì game nó sẽ không bị khóa nữa, bạn thấy chưa? Đấy, không bị khóa nữa. Có cái game này thì bắt buộc phải có hai tay kết nối thì nó mới cho chơi nhá. Một tay nó không cho chơi game này đâu. Thì sau này bạn có thể mua thêm lại được. Đấy. Đấy, được chưa? Mở hết khóa game rồi đấy. Thì mỗi lần bật máy lên mình phải bật hack như thế thì mới chơi được game. Còn không thì nó sẽ không chơi được đâu, nó khóa lại đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ test nhanh một game nhé. Thôi, test bóng đá đi. Hôm nay cũng có một vài đơn nên là mình cũng làm video hơi nhiều. Cho nên là mình sẽ test nhanh thôi. Đấy, không có thời gian để test kỹ. Bạn thông cảm, nhưng mà máy móc cũng yên tâm là có bảo hành, không sợ đâu. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video hoặc inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video giúp mình nhé. Đấy, có cái thông tin về Zalo này, rồi là fanpage này, cũng như là kênh TikTok của mình ở đây. Đấy, mọi người cứ đây, những cái game mà nó yêu cầu đăng nhập PlayStation Network nhé, thì mình sẽ bấm O để quay lại, bỏ qua bước này đi. Vì máy này máy hack không chơi được online đâu, đăng nhập vào không đăng nhập được đâu. Đấy. Bạn này là bạn Việt Hóa đấy. Đây, và có cái bước cập nhật này này thì chọn không nhá. Đại loại là máy hack thì sẽ không chơi mạng, không kết nối mạng. Đấy. Cho nên là những cái vấn đề mà liên quan đến cập nhật hay là đăng nhập tài khoản các thứ thì là bỏ qua đi. Đừng có kết nối mạng gì, kết nối mạng nó up firmware lên là không hack được đâu, lúc đấy mà mua game bản quyền đấy. Châu Á đâu rồi? Đây, chọn được Việt Nam này. Chưa được, cái bài hát này có bản quyền. Quên mất. Rồi, bắt đầu trận đấu luôn thì cho nhanh.
Hôm nay cũng test một máy PS3 cho một bạn ở trong Trà Vinh. Bạn ấy thì bạn ấy chuyển khoản full cho mình. Bạn này chuyển nhượng mùa hè, full chuyển nhượng mùa hè nhé. Mùa đông thì chưa có. Mấy hắc đá Việt Nam không ăn được. Chào bóng.
Đấy, máy thì chạy êm nhá. Đấy, máy nào mà kêu kể cả chơi pet thì nó cũng rú lên đấy. Đấy, máy này chạy rất là êm, không có tiếng quạt gì cả. Nói chung là máy khá là mới đấy, bạn yên tâm. Mình có bảo hành cho nên là không phải lo. Ok, thì test qua thế thôi bạn nhá. Thoát game thì giữ lì cái phím PS này này. Đấy, chọn đóng ứng dụng. Ok, nó sẽ thoát game thôi. Ra ngoài màn hình chính này thôi. Đấy, còn để mà tắt máy thì cũng giữ cái phím này. Đấy, sau đó mình sẽ chọn phần nguồn. Đấy. Và tắt nguồn PS4. Đấy, tắt nguồn với cả khởi động lại thì mình đều phải bật lại hack nhá. Còn cái chế độ nghỉ này, nó giống như cái máy tính vừa nãy mình để chế độ sleep ý, máy nó vẫn chạy đấy nhá. Đấy, cho nên là bạn đừng để chế độ nghỉ này, tại vì bật hack con này là rất dễ. Thì mình cứ chơi xong tắt máy thôi, đừng để chế độ nghỉ. Chế độ nghỉ là máy vẫn chạy, xong rồi nếu mà mất điện lưới các thứ là nó dễ bị hỏng ấy, dễ bị hỏng máy ấy. Cho nên là đừng có để chế độ nghỉ làm gì. Đấy, mình tắt máy thôi. Rồi mình ship cho các bạn ở Quảng Ninh nhá. Gần Tết rồi, mọi người nếu mà có chốt ấy thì cố gắng chốt sớm ấy. Không là bên vận chuyển nó sẽ bị quá tải, lúc mà cận Tết quá thì sẽ không chuyển được đâu. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Mọi người mua hàng thì cứ inbox vào đây, Zalo là fanpage và TikTok này. Video mình dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi.